còn nâu không đẹp bằng anh xã mình nhé. Đất dự án 1/500 khu đô thị chưa ra sổ, vậy tương lai có ra được sổ không anh? Cũng không biết được em ạ, cái đấy khó nói lắm. Thôi thì bây giờ chỉ có cách như này thôi nhá. Xuống cái chùa Ba Vàng ấy, làm cái lễ nhá, em làm cái lễ cái gì? Ban gia trái chủ đấy, làm cái xuống Trigon đấy, làm cái oan gia trái chủ thì biết đâu lại ra được sổ. Đấy, biết đâu lại ra được sổ, lập lập cái đàn xong rồi là xuống Trigon làm cái oan gia trái chủ, biết đâu đấy ra được sổ thì sao? Đấy chà, cái gì? Hằng giá đấu giá Hải Dương tầm 20 triệu là sao? Nhà em ở Hải Dương có lên mua đất đấu giá ở Cẩm Giàng Hải Dương không anh? Gần khu công nghiệp ạ. Đấu giá. Anh không làm ở Hải Dương nên anh không trả lời được em ạ. Nhá. Anh không trả lời được. Anh không làm, anh không trả lời em được. Khuyên em xong rồi em không thắng thì chết anh. Anh không trả lời được. Hằng ơi, anh không trả lời được đâu. Nhưng mà đợt này tôi thấy là rất nhiều anh chị ở Hải Dương nhá, đi ra tỉnh khác để đầu tư ấy. Hình như là anh chị em ở Hải Dương là đang thắng đất đúng không? Hôm trước cũng có một anh hỏi anh về cái khu công nghiệp ở đấy. Đấy. Đất đấu giá thì 20 triệu thì em xem là giá đất xung quanh của nhà em như thế nào. Đất đấu giá thì được cái yên tâm là về cái sổ đỏ là mình yên tâm. Đất của nhà nước mà làm sao mà yên tâm về pháp lý nhá. Em yên tâm về pháp lý thì chỉ xem là cái mức giá đấy. Đấu giá là rất dễ bị anh em người ta thổi cho phát thì chết. Và nhà em mà nếu mà nhà em mà ở đây xem mời cái thằng này lên này. Nhà em mà ở gì nhỉ? Ở Hải Dương thì đầu tư Hải Dương là ok, nhưng mà cũng xem mức giá xem là cẩn thận là người ta lập đội nhóm người ta vào người ta thổi đấy. Mệt lắm đấy. Cẩn thận nhá. Vợ con nó đi chơi, mình ở nhà thôi Thọ ơi. Thế à? Thế thôi nên đi chơi với em được, không ngủ để nghe anh nói đây, chết. Không ngủ để nghe anh nói à? Tuyệt vời quá. Nghe anh nhiều nha, tối ngủ làm mơ thấy anh đấy. Cẩn thận đấy. Nha, cẩn thận tối nằm ôm người yêu lại nhớ đến anh thì chết đấy. Nha, nghe nhiều là tối nằm ngủ là nằm mơ thấy anh đấy. Mà nhìn anh giao diện ở trên này đẹp không? Quá đẹp luôn. Giao diện của anh trên này không? Đẹp không? Đẹp luôn. Nhưng mà ngoài không được như thế này đâu. Đấy, tôi cũng phải chia sẻ với anh chị như thế. Ông giao diện trên này tôi còn chả nhận ra tôi. Đấy, nhưng mà lọc ngoài đời là anh chị em không nhận ra được đâu. Sầu lắm. Đấy. Mê quá rồi. Đúng rồi, mê quá chứ. Đấy, ra ngày là tối nằm ôm. Bạn ra ngày là làm cùng với tôi. Đồng chí này là công ty, nhân sự trong công ty tôi. Đấy. Tối khả năng là ôm người yêu là vẫn nhớ đến tôi đấy. Bởi vì con này nó hay bị chửi lắm. Nên là khả năng là tối làm ôm người yêu là vẫn nhớ đến những cái anh chửi. Con bé nó bán hàng giỏi. Con Giang này bán hàng giỏi. Thằng nào lấy con Giang này là áp lực phết đấy. Giỏi, xinh gái, giỏi. Nhà lại có điều kiện nữa. Nhà điều kiện nắm đất lắm. Nhà nắm đất lắm. Nên là thằng nào mà lấy con này là áp lực phết đấy. Còn nâu không đẹp bằng anh xã mình nhé. Thế tốt. Yeah. Chắc là chồng đang xem live cùng đúng không? Chồng đang xem live cùng gì? Ông xã em number one đúng không? Nói về đất đi anh. Em hỏi đi, em muốn nói gì, hỏi gì, hỏi đi, anh trả lời cho. Mình ở vùng ven Thường Tín, Hà Nội, thấy đất chững lại thì phải. Theo Thọ nhận định thế nào? Em cũng đang thấy là đợt này giao dịch ít hơn đấy. Thường tín, vùng ven Hà Nội, đất ven Hà Nội thấy đợt này cũng đang chững hơn đấy. Mình thấy đợt này giao dịch bắt đầu là bị chững lại hơn đấy. Chững lại hơn đấy. Bởi vì về bản chất thì mình thấy rằng là gì? Kinh tế thế giới vẫn khó khăn mà. Ở Việt Nam mình thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đúng không? Mặc dù là so với thế giới là tăng trưởng rất tốt nhưng mà vẫn bị ảnh hưởng. Đấy. Nhưng mà yên tâm là ven đô Hà Nội thì tôi nghĩ em nghĩ rằng là cái thời gian sắp tới thì nó vẫn là ấy thôi. Nó vẫn là xu hướng thôi. Nó sẽ lan từ nội đô nó sang ra ven đô thôi. Thời điểm này em thấy là nó cũng ít giao dịch hơn đấy. Quá ít giao dịch hơn. Nhưng mà nếu mà đầu tư ven đô Hà Nội mà anh để tầm nhìn tầm 2-3 năm thì ok. Vẫn ok, vẫn quá ok luôn.
Đây xem bạn này bạn hỏi cái gì. Chờ cái gì? Chào Thọ, em ở đâu? Em ở Hà Nội anh Hưng ơi. Em ở Hà Nội. Mình vừa mua được 100 mét, giờ lên được 4 giá, có nên lướt không? Lên được 4 giá à? Lên được 4 giá là được bao nhiêu phần trăm? Ê, chúc mừng nhá, chúc mừng chị. Đấy, chúc mừng chị. Thôi nói đùa vậy thôi chứ còn chúc mừng chị. Đấy, nên được 4 giá tuyệt vời. Thực ra thì tôi cũng đầu tiên khi mà anh chị em mà có lợi nhuận cái là đầu tiên cứ phải chúc mừng cái đã. Cứ phải chúc mừng cái đã, bởi vì sao? Bởi vì là mọi người cứ thấy là ai cũng, tức là khi mà đầu tư, riêng cái môn đầu tư nhá, khi mà người ta thắng ấy là từ đầu làng cho đến cuối làng ai cũng biết, nhưng mà khi người ta thua ấy thì không bao giờ nói ra đâu. Thế nên là mọi người cứ nghĩ rằng là người ta đầu tư đất là người ta ngon lắm, giàu lắm, không phải đâu. Cái người thắng bao giờ nó cũng ít hơn người thua. Thế nên là khi mà chị đã thắng như này là đầu tiên là chúc mừng đã, lên được 4 giá là chúc mừng đã. Đấy thì để mà trả lời được cái câu này ấy, không ai trả lời được thay chị cả, đúng không? Kể cả tôi cũng không thể trả lời thay chị được. Chị chỉ có thể trả lời cái câu này bằng cách là gì? Chị phải tự hỏi mình là sau khi mình bán đi thì mình sẽ dùng cái số tiền này vào đâu? Đấy, dùng cái số tiền này vào đâu? Có cái chỗ nào đầu tư ngon hơn hay không? Nha, có chỗ nào đầu tư ngon hơn hay không? Có chỗ nào đầu tư tốt hơn hay không? Chứ lại đi gửi tiết kiệm thì chết chưa? Với lại có nên lướt hay không thì ai mà biết được? Em cũng không biết được, em nói thật. Chứ còn em không phải thánh, em mà biết là chắc chắn nó tăng nữa thì, tức là tóm lại cái câu này của chị là ý chị muốn hỏi mình là liệu rằng là giữ lại thì nó còn tăng nữa hay không, hay là nên bán đi đầu tư chỗ khác, ý ý là như thế đúng không? Kiểu kiểu như vậy. Tăng được thì mình không biết được, nhưng mà quan trọng là chị mua ở đâu, đất của chị ở đâu. Chắc là ở Hải Dương đúng không? Chị ở Hải Dương thì chắc đất ở Hải Dương đúng không? Anh nghĩ sao về đất Đan Phượng? Đan Phượng ok mà. Nếu mà đợi được Vin nó làm cái dự án ở Đan Phượng thì quá ok. Làm được cái dự án ở Đan Phượng ấy, thì là quá ok. Đợi Vin làm cái dự án Đan Phượng thì ok. Đan Phượng là có chim chim sẻ đi nắng. À Sóc Sơn. À mình Hà Nội Sóc Sơn. Ô thế à? Thế lại vừa mua hỏi đất ở Hải Dương. Ừ. Hà Nội Sóc Sơn. Em thì em vẫn nghĩ là Ven Đô nó còn tăng nữa. Em nghĩ là Ven Đô nó vẫn tăng đấy. Cái quan điểm cá nhân thôi. Tin được không tin được. Chị ạ. Tin được không tin được. Có một thời điểm là nói thật là mình mua đất xong nhá. Tăng rồi ấy. Mình không bán cơ. Bởi vì mình bán đi ấy, mình không biết là có đầu tư được cái chỗ nào ngon hơn hay không. Cái đất Sóc Sơn ấy chẳng ai nghĩ là nó tăng gì, nhưng mà bây giờ nó lại tăng. Ngày xưa trồng Sóc Sơn ấy toàn ấy đi, toàn xoài đá đi, cho ăn đá gà ăn xoài. Thế mà giờ lại ngon. Đất đất ở chị ở Sóc Sơn có ấy được không? Có làm kiểu có rộng để mà làm theo cái kiểu homestay, homestay rồi là kiểu hàm lợn hàm nước ấy, người ta cái chỗ để mà mấy chị em người ta xuống người ta chữa lành ấy, có làm được không, làm được cái loại hình đấy không, xuống để mà chữa lành ấy. Ừ, không mua được lô khác đúng thật, không mua được lô khác ấy chứ. Đường ô tô có vào được không, chắc tăng giá này chắc đường ô tô vào được đúng không? Với mình cứ ngắm từ em hôm trước hôm qua hôm nay đấy, cũng có một anh hỏi là đấy, vừa kể câu chuyện mọi người đấy, bây giờ tăng rồi, tăng 10 giá rồi, anh ấy tăng 10 giá thì có nên bán đi hay không, đấy cũng run cũng sợ các thứ. Thế nhưng mà nếu như mà đất của anh ấy thì ô tô không vào được, thì nếu như mà bán Hà Nội đi mà mua được một cái mảnh nhá, anh ấy mua được cái mảnh ở cái địa phương của anh ấy, nhiên lại hỏi cái gì đây, đấy tăng được 10 giá cơ, anh ấy còn tăng được 10 giá cơ. Thế nhưng mà nếu nhưng mà mảnh của anh ấy thì ô tô không đi vào được, thì tôi em nếu là tôi thì tôi nghĩ thế này, nếu như mà anh ấy bán được 2 kg đi mà mua được cái mảnh nào mà đường ô tô nó vào được ấy, tức là ở mặt ngoài ấy, thì ok, tôi nghĩ là sẽ ok. Cái mảnh của anh ấy ở Hoài Đức ô tô không vào được thì nếu mà bán được 2 mảnh đấy mà mua được một mảnh ở mặt ngoài thì là nên mua.
bao giờ cũng thế, mặt ngoài bao giờ nó tăng giá hơn so với mặt trong nhiều lắm. Cái sóc đất Sóc Sơn nhá, là cái loại hình mà ví dụ như anh, nhiều người ngày xưa ấy, mua có 3 4 triệu ấy, những cái mảnh mà để mà tức là họ định mua để họ về họ làm cái ngôi nhà thứ hai để ở đấy. Đấy, thế mà bây giờ xây nên xây cái gọi là lao lao camping nhé, lao camping, dựng mấy cái nhà gỗ vớ vẩn lên xong rồi cho anh em giới trẻ bây giờ họ toàn xuống đấy rồi họ chữa lành xuống đấy. Hôm trước tôi cũng cho công ty của mình xuống đấy nghỉ dưỡng ở chỗ dưới Sóc Sơn, đi nó gần, đi nó tiện, đặc biệt là cái khu vực Hàm Lợn thì kinh doanh từ lâu rồi, từ ngày xưa sinh viên mình đã đi xuống dưới đấy, mình lều trại các thứ rồi. Thế nhưng mà bây giờ cái đấy tăng giá cực kỳ luôn. Anh chị em nào mà đang có những cái bất động sản thì đừng bán đi nhá, cố gắng giữ lại. Xây đất rộng mà giá nó ngày xưa mua rẻ, đất rộng mà làm camping cam bùm ấy, sắp tới tôi vẫn nghĩ là nếu mà du lịch nhá, du lịch biển không hay bằng cái đấy luôn, du lịch biển chắc chắn không hay bằng cái ven đô luôn. Bây giờ ví dụ như mình đi biển, mình nghĩ thế thôi, nhà mình bây giờ một năm đi biển được mấy lần, một năm đi biển được mấy lần, lên kế hoạch bao nhiêu lâu, bao giờ đi biển được mấy lần.